Ma Chim. Ở Châu Diên thuộc Hà Tây ngày nay, có gã Ngô Thống nổi tiếng về thuật săn bắn chim. Chim ẩn sau tàn lá, chim đậu trên mái nhà, chim ở cách xa cả trăm thước. Hễ để Thống nhìn thấy, coi như sự sống của con chim ấy đã được định liệu. Cái đặc biệt nữa ở Thống là nếu có tay chơi chim nào cần tìm giống chim lạ, trả giá cao, Thống sẽ có cách bắn làm sao để chim chỉ bị thương rất nhẹ, đảm bảo khi giao dịch cho khách. Chỉ cần băng một chút thuốc tầm 1-2 hôm là chim sẽ mạnh khỏe như thường. Vì thế trong giới thợ săn vẫn gọi Thống là thần tiễn diệt phi điểu. Độ ấy chim trong làng hết, Thống mới ra nghĩa địa săn tìm. Đêm đó Thống bắn được rất nhiều chim. Mấy ngày sau Thống ốm, thầy lang không chuẩn đoán bệnh. Nửa khuya thì Thống bỗng hót như chim. Sáng hôm sau người nhà bà phát hiện ra Thống đã tắc thở, trên miệng vẫn còn ngậm con giun. Sau vụ đó nhân dân trong vùng thầm rỉ tai nhau. Vì Thống sát sinh nhiều quá nên thần Phật trừng phạt. Lại có kẻ nói: chẳng phải thần Phật gì đâu, mà đó là lũ chim bị chết oan, hiện hồn về trả oán đấy. Hư thực thế nào chẳng ai rõ. Chỉ biết từ bấy giờ, những tay thợ săn quanh vùng lần lượt bỏ nghề, rời xứ đi tìm kế sinh nhai khác. Duy có gã Trương Phụng cùng làng với Thống. Vì gia cảnh bần hàn, mẹ thì lại chết sớm, cha già bệnh tật quanh năm, nên Phụng chẳng thể đi làm ăn xa, đành ở lại làng bám lấy cái nghề tàn ác ấy. Thấm thoát hơn 2 năm trôi qua, cái chết của Thống đã thành dĩ vãng xa mờ. Người dân trong làng cũng chẳng còn ai nhắc đến. Hôm ấy một sớm mùa thu, trời lưng lửng sương mờ. Như thường lệ, Phụng mới dậy sớm đun nước rửa ráy cho cha già, rồi chuẩn bị cung tên và đao, cầm tay cha già: cha ở nhà đừng có đi ra ngoài, kẻo trời thu lạnh, lỡ xảy ra chuyện gì không may. Cha Phụng mới bóp nhẹ tay con, cười hiền từ: con cứ yên tâm. Lại dặn thêm: con hãy nhớ chỉ săn những con thú dữ lớn tuổi, đừng săn những con thú nhỏ con nhỏ. Tuyệt đối chớ nên săn những con thú sống theo gia đình. Cái nghề săn bắn này là cái nghề tàn ác nhất trong thiên hạ. Vì thế hãy cố đừng lạm sát. Mỗi lần chỉ cần săn được một con thú là đủ thôi. Ho mấy tiếng lại nói: chim là vật có linh tính, có giống đưa lại may mắn, có giống gieo họa cho người. Vì thế con không nên săn bắn chúng nhiều quá. Hãy lấy cái chết thảm khốc của Thống mà làm gương. Phụng mới gật đầu đáp: dạ con xin vâng lời cha. Nói xong đứng dậy, cúi mình chào cha già, bước nhanh ra ngoài. Buổi mai gió hây hây, cái xe lạnh của tiết thu khiến tâm tư của Phụng đầy phấn chấn. Phụng cất tiếng ca bài ca của phường săn bắn: kìa thú dữ, kìa rừng hoang, nhanh tay ta lắp tên vàng nín thinh. Uầy trong một phút thình lình, vầng dương đỏ ối, tanh rình máu tươi, vuốt râu ha hả tắc cười. Vừa đi vừa hát, chẳng mấy chốc Phụng đã đến cạnh bìa rừng. Mùa thu lá cây đổi màu, khắp nơi tràn ngập một sắc đỏ quạnh như máu. Phụng mới đứng ngẩn ngơ, ngắm cảnh rừng như quên mất cả mục đích đi săn. Bỗng một giọng nói vang lên: xin chào anh bạn. Phụng mới giật mình quay lại. Người vừa đến đầu đội nón lá, mình khoác áo lông báo, râu ria thì xồm xoàm, trông vô cùng dữ tợn. Phụng hoảng sợ thụt lùi mấy bước liền. Kẻ kia thấy vậy cười ha hả: nam tử hán mà sao yếu ớt vậy? Phụng mới thẹn đỏ mặt: ông anh cứ như ma quỷ hiện hình, thử hỏi ai đột ngột nhìn thấy mà không hoảng hồn. Kẻ kia mới gục gạc đầu: cũng có lý. Nhìn Phụng từ đầu đến chân: ông bạn cũng là dân đi săn thú à? Phụng đáp: đó là nghề sinh nhai của tôi mà. Kẻ kia mới vui vẻ: thần đúng là hữu duyên, ta cũng là dân đi săn đây. Nhà ta ở mái Hà Nam kia, nghe nói ở vùng này nhiều thú hoang, nên ta cất công đến đây tìm, để mong kiếm tra được ít nhiều. Không ngờ mới sáng sớm đã gặp ông bạn, chắc là hôm nay chúng ta sẽ bội thu đây. Dứt lời bước mau lại bá vai Phụng, tỏ vẻ thân thiết.
Phụng xưa nay nhà nghèo nhưng tính tình thoải mái, cũng chẳng câu nệ quen lạ. Bá lại vai kẻ kia, cười sảng khoái. Mặt trời đã lên cao, ánh nắng nhanh chóng xua tan sương mờ, khắp khu rừng bừng sáng. Sắc lá đỏ trông càng muôn phần diễm lệ. Kẻ kia lại hỏi: "Ông bạn chắc là dân vùng này à?" Phụng mới thật thà: "Nhà ta ở phía đông, cách khu rừng này 2 dặm." Kẻ kia giọng cởi mở: "Ta tên là Lương Xuân Báo, năm nay đúng 41 tuổi. Phụng mới nhún nhặt: "Để họ Trương, tên đọc chữ Phụng, năm nay tròn 26 Cả hai vừa đi vừa nói, chẳng biết từ khi nào đã đi vào sâu trong rừng. Xuân Báo mới nhiệt tình: "Hôm kia ta vừa đến đây, đã đi lùng sục một vòng và tìm thấy một hang động nhỏ. Ta tạm lấy đó làm chốn ở. Nếu để không phiền, hãy theo ta đến hang động ấy nghỉ ngơi. Chờ đêm xuống, chúng ta sẽ châm đuốc đi săn. Trời sáng trưng thế này mà đi săn bắt cũng không mấy khả quan đâu." Phụng mới gật đầu may mắn: "Dĩ nhiên là chẳng phiền hà gì rồi." Rồi sau đó Xuân Báo đi trước, Phụng bước theo sau. Cả hai vừa đi vừa nói chuyện, tầm nửa canh giờ sau đến trước một hang động. Miệng hang động bị che lấp bởi cây dây leo nên phải chú ý lắm mới phát hiện ra. Xuân Báo với vạch dây leo dẫn Phụng vào hang, châm đèn mà giọng thoải mái: "Thế nào, để thấy hang động này có phải nơi lý tưởng để ẩn nấp rình lũ thú hoang không?" Phụng mới gật đầu khen: "Huynh quả là có con mắt tinh đời, không hổ là lão làng trong nghề săn bắn." Xuân Báo mới bá vai Phụng dục: "Nào, ngồi xuống đây, chúng ta làm chung trà nóng." Phụng mới nghĩ thầm: "Tên này chắc chẳng phải hạng đơn giản đâu, đi săn mà còn đem theo cả dụng cụ pha trà, đúng là xưa nay ta chưa từng nghe thấy." Từ giây phút ấy, trong lòng chợt nổi lên mối nghi ngại. Tuy nhiên Phụng không để lộ ra ngoài. Trong hang chẳng khác gì một gian phòng ở căn nhà bình thường. Có bàn có ghế được Xuân Báo dùng các cành cây ghép lại. Trên bàn đặt một bộ ấm chén thiết kế tinh xảo. Ngoài ra còn có thêm một chỗ ngủ được đan bằng các sợi mây phủ lên một lớp lá cây rừng. Nơi góc hang còn có dụng cụ nấu nướng. Trong khi Phụng đang ngồi đờ ra vì ngạc nhiên, Xuân Báo đi bẻ củi khô nhóm bếp. Chốc lát nước đã sôi, Xuân Báo móc bên mình ra một gói nhỏ mà khoe: "Đây là bách hoa trà, chính tay ta điều chế, đảm bảo để uống một lần sẽ vĩnh viễn không quên. Công thức của loại trà đặc biệt này, trong thiên hạ ngoài ta ra, không có người thứ hai biết. Vì thế đến nhà vua cũng chưa từng có cơ hội uống đâu đấy." Trong khi cười nói, đã pha xong trà. Đợi một lát, Xuân Báo rót ra 2 chén. Hơi trà bốc lên, một mùi thơm vô cùng quyến rũ len vào mũi, khiến Phụng ngây ngất, buộc miệng khen: "Ôi đúng là mùi hương tuyệt diệu, chưa uống đã nghe hồn say." Nói rồi nhưng không còn cưỡng nổi, đưa tay bung chén lên liền uống một hơi. Trà vừa trôi qua họng, đã nghe toàn thân tràn trề niềm hưng phấn. Phút trông hai mắt Phụng bỗng díp lại, cố đến mấy cũng không thể nào mở ra nổi. Trước khi tâm trí chìm vào mê đắm, Phụng chợt nhận ra hình như mình bị Xuân Báo hạ mê dược, lắp bắp: "Ngươi, nhà ngươi..." Chưa dứt câu đã gục luôn xuống bàn. Ánh nắng gay gắt chiếu vào mặt, Phụng vừa hé mắt đã vội nhắm mắt lại ngay. Bên cạnh chợt có tiếng cười như trong như ngọc, rồi một giọng nói dịu dàng như gió thu: "Kìa, chủ nhân đã tỉnh. Thanh điểu muội mau đem áo khoác lại cho chủ nhân, kẻo ngài cảm lạnh thì khốn đấy." Một giọng nói mượt mà như nhung đáp liền: "Dạ vâng thưa Hồng Điểu tỷ tỷ." Phụng thấy mình vừa được đỡ dậy, rồi một bàn tay mềm mại như lụa khẽ chạm vào người, vẫn giọng oanh thỏa thẻ: "Để thiện tỷ thay áo cho chủ nhân ạ." Phụng định lên tiếng bảo để mặc ta, nhưng miệng chưa kịp phát ra tiếng nói, áo trên người đã bị cởi ra. Toàn thân Phụng run lên, một cảm giác thống khoái kỳ lạ xâm chiếm tâm tư của Phụng. Đến lúc này Phụng mới dám mở mắt ra nhìn. Vừa nhìn mồm đã há hốc, miệng thốt kinh ngạc, chết cứng luôn trong họng. Trước mắt Phụng là một gian phòng dát toàn vàng, 4 bức vách đính đầy kim cương đá quý, gạch lát nền cũng bằng vàng, bàn ghế lung linh như được chạm trổ những khối ngọc khổng lồ. Nhưng tất cả những thứ đó không khiến Phụng bị hấp dẫn bằng nhan sắc của hai nàng mỹ nhân đang hiện diện trong gian phòng. Một nàng mặc y phục màu xanh,
một nàng mặc y phục màu hồng, khuôn mặt cả hai đầy đặn như trăng rằm, đôi con mắt trong suốt như hồ thu, hai đôi môi ửng hồng như mận chín, thân hình cân đối như hai bức tượng được tạc nên từ tay một người nghệ nhân quản tuyệt thiên hạ. Cô gái áo hồng che miệng cười. Ơ kìa, sao chủ nhân lại ngẩn ngơ như kẻ mất hồn vậy? Cô gái xanh che miệng cười khẽ thốt. Tính tình chủ nhân hài hước từ xưa đến nay, chẳng lẽ thì không biết hay sao? Chủ nhân đang làm bộ để trêu ghẹo chúng ta. Nói xong nhanh chóng thu dọn y phục của Phụng vừa thay ra. Phụng đưa mắt nhìn xuống, thêm một phen giật mình. Bộ y phục kia chính là bộ y phục mà Phụng đã mặc khi đi săn. Phụng mới kinh nghi tự nhủ. Như thế này là như thế nào nhỉ? Phải chăng ta đang bị mê dược từ chén trà của gã Xuân Báo kia, làm cho tinh thần trở nên điên loạn mà sa vào cơn hoang tưởng không? Đưa tay thử véo má, cảm thấy đau. Giờ khóc giờ cười lại tự nhủ. Rốt lại chốn này là cái chốn ma quỷ nào? Ta mơ hay tỉnh, còn sống hay đã thành hồn ma? Trong khi tâm trí Phụng đang rối bời, ba ý nghĩ giọng Hùng Điểu lại vang lên bên tai. Hôm kia chủ nhân bảo với chúng em, ngài sẽ giả dạng phường thợ săn ra ngoài chơi, đến hoàng hôn sẽ trở về. Thế mà mãi tới khuya hôm qua mới về, báo hại chúng em một phen hoảng hốt, báo hại chúng em một phen hoảng vía. Suýt chút nữa thì Ô Tước đại nhân đã cho người tống chúng em vào ngục, chờ ngày ban cho cái chết rồi. Thanh Điểu dí nhẹ lên trán phục trách. Lần sau chủ nhân đi đâu, bọn em sẽ theo sát gót đấy nhá. Có đánh què giò bọn em cũng cố lết ra ngoài theo ngài. Đến lúc này Phụng chẳng thèm suy nghĩ thật hay mơ, bụng bảo dạ cứ đánh liều, sắm vai chủ nhân của hai nàng mỹ nhân tuyệt sắc này, xem sự thể sẽ đi đến đâu. Vươn vai hít thở một cái, nghiêm giọng. Chừng như cũng chẳng còn sớm nữa, ta nghe bụng đói rồi đấy. Hai người mau bảo mọi người tìm dọn cơm cho ta thưởng thức. Hồng Điểu cúi mình. Dạ chủ nhân chịu khó chờ một lát ạ. Vừa đi đến cửa chợt chững lại, quay đầu hỏi. Hôm nay chủ nhân muốn dùng món gì ạ? Như mọi hôm gồm 38 món hải sản, 42 món đồ rừng, 54 món bánh mứt, cùng 8 loại rượu ủ lâu năm hay sao ạ? Phụng nghe Thanh Điểu nói về thực đơn mà toàn thân rúng động. Thật hắn chẳng ngờ bữa ăn thường nhật của mình lại thịnh soạn, chẳng khác gì vua chúa như thế. Một ý nghĩ sạt qua đầu Phụng, hắn muốn thử xem mình thật sự đang ở thế giới con người hay ma tiên quỷ quái. Bèn chép miệng. Thôi, lâu nay ta ăn nhiều quá món cao lương mỹ vị đến mực ngấy lên rồi. Bữa nay hãy bảo nhà bếp chuẩn bị cho ta mấy món đạm bạc, như cả muối tương dầm hay mắm tôm gì đó cũng được. Khi nói ra mấy món quê mùa ấy, Phụng tin chắc Thanh Điểu sẽ từ chối thực hiện. Không ngờ nàng ta gật đầu. Dạ em xin bảo nhà bếp lập tức chuẩn bị ngay ạ. Rồi quay sang Thanh Điểu dục. Con nhỏ này, còn không mau mang quần áo của chủ nhân đi giặt hả? Hớp háy mắt gửi tinh quái. Hôm nay đến phiên muội hầu chủ nhân ăn đấy nha. Thanh Điểu nhón vai giọng tinh nghịch. Tuân lệnh. Hai nàng rời đi, tiếng cười thảnh thót xa gần, rồi im hẳn. Lúc này Phụng mới dám bước xuống khỏi giường. Phụng thận trọng mở cửa hé mắt, nhìn ra. Khung cảnh bên ngoài khiến Phụng kinh nghi thất sắc. Từ vườn cây, nhà cửa, hồ nước, đường đi lối lại đều thuộc loại kiến trúc độc đáo có một không hai. Lạ lùng nhất là các mái nhà hay lan can đều khắc hình đủ thứ chim chóc. Phụng mới hốt hoảng tự nhủ. Có lẽ nào ta đang lạc vào thế giới của loài chim? Nhớ đến tên hai nàng mỹ nhân, vỗ trán kêu lên. Thôi đúng rồi, ta thật ngu quá mức. Lẽ ra khi nghe tên hai nàng ấy, ta phải nhận ra đây là đâu chứ. Từ lúc ấy trong thâm tâm không giấu nổi sự lo lắng. Phụng e sợ rằng chuyến này các loài chim ở đây sẽ đối xử vô cùng tàn nhẫn với mình để trả thù, bởi mình đã giết hại giống loài của bọn chúng. Đang miên man suy nghĩ thì bữa cơm đã được hai nàng Thanh Điểu và Hồng Điểu dọn ra. Phụng cố nén tâm trạng âu lo. Ngồi vào bàn, Phụng đang đói nên cũng chẳng khách sáo, ăn liền 3-4 chén cơm. Cả muối và mắm tôm ở chốn này mùi vị cũng chẳng khác gì chốn nhân gian, thậm chí cả còn giòn hơn, mắm tôm còn thơm hơn gấp bội. Cơm xong trời đã quá trưa, Thanh Điểu mới dọn dẹp bát đũa. Hồng Điểu đun nước om trà, rót ra chiếc chén ngọc màu hổ phách, hai tay dâng lên mời Phụng. Phụng đón lấy đưa lên mũi hít khẽ.
Một mùi thơm ngan ngát làm cho khíu giác của Phụng đê mê, chỉ muốn người mãi mà không nỡ uống. Hồng Điểu mới cười khanh khách nói: chủ nhân hôm nay lạ quá, hay là hôm kia đi săn vô tình gặp nàng gái thôn quê nào, nhân sắc hoa hờn nguyệt thẹn quyến rũ mất hồn vía rồi. Thanh Điểu lúc này quay lại chen vào: chắc chắn là vậy rồi. Chẳng phải đâu, chỉ là ta cảm thấy hương trà thơm quá nên cứ ngẩn ngơ đó thôi. Hồng Điểu mới nhoẻn cười: trà này mà thơm ư? Các loại trà mà chủ nhân uống hàng ngày còn cao gấp gấp ngàn lần loại trà hạ đẳng này đấy. Nói rồi kể ra một loại trà, nào là thanh liên tuyết trà, nào là di mộng trà, nào là cuồng loạn nhân tâm trà, loại nào Phụng cũng đều chưa từng nghe nói ở chốn nhân gian. Hồng Điểu mới dừng lời thì Phụng hỏi: vậy loại trà này tên là gì? Hồng Điểu đáp: loại trà này có tên là huyết nhân trà. Phụng vừa nghe xong tên loại trà đã giật mình, suýt chút nữa thì ngã khỏi ghế. Thanh Điểu đứng bên chen lời giải thích: chủ nhân biết đấy, tạo hóa sinh ra mỗi giống loài đều có sự sống riêng. Nước sông không phạm nước giếng thì nước giếng cũng chẳng phạm nước sông. Ấy thế mà hàng vạn hàng ngàn năm nay, giống loài chim chúng ta chẳng hề xâm phạm chi con người. Vậy nhưng vốn bản tính tham lam tàn bạo, ngược lại con người tìm đủ mọi cách tàn hại giống loài chúng ta. Bởi thế quỷ ưng tiên sinh mới nghĩ ra kế cho bọn ma điểu tìm đến thế giới loài người để hút máu của họ về báo chế cùng các loại trà, nhằm kéo dài tuổi thọ của giống loài chúng ta. Thanh Điểu nói đến đâu, toàn thân Phụng thoát mồ hôi đến đó. Trán hắn đã ướt đẫm mồ hôi, bộ y phục trên người đã bết hẳn vào thân. Hồng Điểu mới hỏi Phụng: chủ nhân thấy chúng ta làm vậy có gì sai không? Phụng mới giật mình gượng đáp: cũng đúng, rất đúng. Hồng Điểu vừa châm thêm nước sôi vào trà vừa chậm rãi: chiều nay chân Lý Điểu sẽ điều hành phiên tòa xử án bọn người phàm mà chúng ta đã bắt đem về đây vì tội lạm sát muông thú và các loài chim. Nếu chủ nhân không phiền, bọn em đã chuẩn bị kiệu đưa chủ nhân đến dự. Phụng cũng tò mò muốn biết xem những kẻ làm người bị xử là những đối tượng như thế nào, liền gật đầu ưng thuận ngay. Cả trưa hôm ấy Phụng không có ngủ, nằm trên giường hai mắt thao láo nhìn lên trần phòng, khắc khoải mong cho thời gian trôi thật nhanh. Cuối cùng thì chiều cũng buông. Ngay khi hơi nắng vừa giảm bớt, Thanh Điểu đã xuất hiện dục Phụng thay y phục. Phụng thay quần áo xong, cả hai cùng bước ra. Trước sân là một chiếc kiệu phủ bảy loại gấm sặc sỡ đã sẵn sàng. Thiên kiệu là bốn tay tráng thân thể vạm vỡ, mặc áo màu đen. Phụng mau chóng lên kiệu, bốn hán tráng hô lên một tiếng. Hồng Điểu mới dịu dàng: chủ nhân hãy nhắm mắt lại kẻo ngợp ạ. Liền đó Phụng cảm thấy bên tai gió thổi vù vù như có báo, kiệu lắc lư như gặp sóng lớn. Phụng nhắm tít hai mắt không dám thở. Tầm cạm tuần trà nghe tiếng Hồng Điểu hô: đã đến. Phụng mở mắt ra, Thanh Điểu đưa tay mở tấm vải che cửa kiệu. Phụng vừa bước xuống đã tráng ngợp bởi khung cảnh trước mắt. Một tòa công đường được thiết kế như những cánh chim công đang xòe múa. Khoảng sân rộng mênh mông được khảm bằng ngọc hồng. Hai bên là hàng mỹ nữ bằng áo bảy sắc. Phụng đang đứng ngẩn ngơ, chợt nghe tiếng nói oai nghiêm từ trên bàn xử án vọng xuống: dẫn bọn người phàm vào đây. Phụng ngẩng lên, vừa nhìn thấy người đó đã giật nảy mình. Kẻ ngồi xử án kia chẳng phải là Ngô Thống sao? Một lát đã thấy mấy tay tráng kiện điệu vào bốn năm người mặc mũi phờ phạc. Phụng quay đầu nhìn, thêm một phen hoảng vía. Những kẻ được dẫn vào đều là người quen của Phụng. Ngô Thống mới dõng dạc: Nguyễn Dùng chuyên dùng gươm, đã từng sát hại 739 sinh mạng cùng 314 giống chim. Ngân Tung chuyên dùng tên, đã từng sát hại 928 sinh mạng và các loài ở nước cùng 459 sinh mạng là cò vạc. Thống đọc cáo trạng đến đâu, những kẻ tham gia dự xử án đồng thanh hô đến đó: đáng chết, hãy phanh thây uống máu bọn chúng đi. Tức thì máu phún mờ mịt, thịt xương tơi bời. Phụng nhìn thấy cảnh ấy mà tóc tai dựng đứng. Chờ cho tất cả uống xong chén máu, Thống lại hùng hồn: những kẻ mà chúng ta vừa xử
tội ác đã nhiều, nhưng so với kẻ mà ta sắp xử đây thì tội của chúng chỉ như hạt bụi mà thôi. Nói xong vỗ tay một cái, tức thì hai tên thanh diệt dẫn vào một người. Mắt Phụng lập tức hoa lên, đầu óc quay cuồng. Kẻ vừa bị dẫn vào chính là Phụng. Thống đập tay xuống bàn xử án thét lớn: "Trương Phục kia, mau quỳ xuống!" Kẻ mới bị dẫn vào run lẩy bẩy quỳ ngay xuống. Thống mới nghiêm giọng: "Trương Phục, ngươi còn gì để nói chăng? Kể từ năm 15 tuổi, ngươi bắt đầu theo bọn trai trắng trong làng đi săn bắn. Đến năm 26 tuổi, tổng số chim muông và thú rừng ngươi giết hại đã lên đến 40.827 mặt. Tội ác của ngươi quỷ dữ cũng phải ghê sợ." Kẻ mới bị dẫn vào đầu hơi ngẩng lên, chân tay run rẩy khấn cầu: "Dạ tôi biết tội rồi ạ, xin ngài giữ cao đánh khẽ cho." Lúc đó Thống đưa mắt nhìn xung quanh, chợt thấy Phụng đang đứng cạnh Thanh Hồng Điểu, liền đứng dậy bước xuống chỗ Phụng kính cẩn: "Ồ, Kim Tức đại nhân đã đến, xin mời ngài lên ghế ngồi xử án giúp hạ nhân vụ này." Đoạn chép miệng nói thêm: "Tên này chính là kẻ đã mượn hình dáng của ngài tác oai tác quái mười mấy năm nay, phải để ngài xử lý mới đúng." Dứt lời cầm tay Phụng bước lên bàn xử án. Phụng chẳng thể thoái thác đành đi theo. Trời đã chiều tà, cảnh vật điều hưu, nắng nhợt nhạt chiếu lên những dinh thự lâu đài nguy nga tráng lệ. Đã gần một canh giờ, Phụng vẫn ngồi im như thóc. Thống mới cười hạ giọng: "Kim Tước đại nhân là người độ lượng, ngài không nỡ xử kẻ mắc trọng tội kia, thôi để ta mạn phép xử như vậy." Liền gióng giạc hô: "Bái đâu, nọc cổ gã kia chặt đứt tứ chi, móc hai mắt, đục màng nhĩ ném xuống hồ cho cá sấu rứt rỉa thịt." Tức thì mấy tên thanh diệt đồng thanh ứng tiếng, nhanh chóng lao đến, kẻ nắm tay người nắm chân, đao vung lên nghe tiếng phật phật, tứ chi của kẻ mới được dẫn vào đã rời khỏi thân thể. Tiếng kêu đớn đau của kẻ bị nhấn chìm giữa những bạt ngàn tiếng reo hò. Thống lại hùng hồn: "Tạo hóa sinh ra vạn vật, loài nào có cuộc sống của loài ấy, thế mà loài người đỡ bắt chúng ta về giam trong chiếc lồng che chật trội, ngày ngày bố thí cho chúng ta chút nước cặn, vài mẩu thức ăn thừa, rồi bắt chúng ta hót mua vui cho chúng. Chúng lại còn xẻ thịt đồng loại chúng ta để chế biến thành món ăn nhằm thỏa mãn thói tham ăn tục uống của bọn chúng. Tội ác ấy chẳng sách nào ghi đủ. Từ nay chúng ta hãy đoàn kết đứng lên chống lại sự tàn ác của loài người. Mọi người có đồng ý không?" Cả biển người chim hô vang: "Xin thề tiêu diệt hết bọn loài người man dợ." Lúc ấy bỗng một trận gió dữ nổi lên, cả khán trường bụi bay mù mịt. Phụng ngớn lạnh rùng mình, kế đó ngất đi. Bên tai tiếng Thanh Điểu Hồng Diệp hoảng hốt kêu lên: "Kìa, chủ nhân ngài làm sao vậy?" Phụng chẳng còn nghe thấy gì nữa. Tiếng mưa ầm ào cùng tiếng sấm sét điên cuồng như muốn phá vỡ bầu trời cùng vạn vật trốn nhân gian. Phụng choàng tỉnh rồi mắt nhìn ra, thì ra Phụng vẫn đang ở trong hang động. Dưới ánh đèn cầy leo lắt, Phụng nhìn thấy ở góc hang một con báo đốm đang nằm ngủ. Phụng mới tự nhủ: "Lẽ nào ta đang mơ, và con báo kia chính là Xuân Báo?" Phụng nín thở ngồi dậy, thu dọn cung tên và đao, chẳng dám thở, lén lén rời khỏi hang động. Phụng cứ cắm đầu bước, mặng gai đâm gai chích, mặng sương gió phũ phàng. Trong đầu chỉ thầm cầu mong sao mình sớm trở về được làng. Chẳng biết đã trôi qua bao lâu, cuối cùng mưa cũng tạnh, nắng chan hòa. Phụng đã rời khỏi khu rừng, sướng như điên, vắt chân lên cổ mà chạy. Từ sau hôm ấy, Phụng bỏ nghề săn bắn, đi bừa củi thuê cho các nhà giàu trong huyện kiếm tiền nuôi cha già. 4 năm sau cha Phụng mất, một đêm Phụng đang nằm ngủ bỗng nghe tiếng gọi: "Trương Phụng kia, mau tỉnh dậy." Phụng mở mắt ra, Xuân Báo đã lù lù trước mặt, giọng sang sảng: "Thế nào, này người đã chán ngấy cảnh trần thế chưa? Hãy theo ta đến thế giới của loài chim, sống một cuộc đời tự do tự tại." Phụng mới vùng dậy bước theo Xuân Báo. Sáng hôm sau, dân làng đi qua nhà Phụng, chỉ thấy bốn bề im lặng. Trong sân chất đầy xương các giống thú và chim muông, chẳng khác gì một khu nghĩa địa rùng rợn mà quái.